Phương Thảo xin thành thật cảm ơn quý vị vẫn còn đang giữ màn hình của Phương Thảo Talk Show. Kính thưa quý vị, về phần đầu thì mình có nói là nếu một người muốn mua nhà nhưng không muốn qua người môi giới và không muốn tìm người địa ốc để đại diện mình và đi thẳng tới người đại diện cho người bán nhà để mà mua căn nhà thì nó có hại như thế nào? Thứ nhất là như Kenny nói là nó rất là có hại, là tại vì sao? Họ cũng có thể đối xử với mình rất là thật thà và chân thành, nhưng họ không có đại diện mình, cho nên những cái phần nào mà có lợi cho mình thì họ sẽ không nói. Tại vì nếu mà có lợi cho mình thì thường thường quý vị biết rồi, trong bất cứ một cái chuyện mà mua mà bán, nếu có lợi cho mình thì sẽ có hại cho người khác, hoặc là có thể là cái việc mà mình đòi hỏi đó họ có thể cho được nhưng mà họ không cho được là tại vì họ đang đại diện cái người bán. Cho nên tuy rằng mình biết là mình nói ô tôi không có realtor để bên kia có thể hạ xuống 1-2 ngàn, nhưng quý vị ơi, họ đã lấy cái tiền đó rồi. Tại vì thường thường cái người, một người bán nhà thì sau những cái chương trình sau này thì Phương Thảo cũng như Kenny sẽ giải thích là khi quý vị cần bán nhà mà tìm tới realtor thì cái giá tiền mà họ thường thường chạc mình là bao nhiêu và cái giá tiền đó họ có trả lại cho mình hay không. Thì ngày hôm nay thì Phương Thảo bật mí một tí là họ sẽ không trả lại. Nếu quý vị mà tìm tới một người đại diện để mà bán nhà mà quý vị nói là tôi không có realtor, thôi bây giờ anh làm giấy tờ để bán nhà cho tôi và có thể hạ cho tôi một giá nhà một tí xíu, có thể họ sẽ hạ xuống cho quý vị 1 hoặc là ngay 2 ngàn đồng, nhưng mà cái tiền realtor, cái người mà bán nhà vẫn trả không xê dịch, tức là không có giảm đi đồng nào cả. Nhưng mà nếu quý vị làm như vậy thì quý vị đã bị mất một cái quyền tranh thủ cái quyền lợi của mình. Thì đó là một cái điều mà Phương Thảo ngày hôm nay muốn nhắc đến, là quý vị nên tìm một người realtor nếu quý vị mua nhà, tại vì nó không tốn tiền quý vị, ngược lại nó rất là có lợi cho quý vị, phải không em? Dạ đúng rồi chị. Mấy cái show sau này thì em với chị sẽ nói thêm ở trong cái hợp đồng có một cái người agent represent thì nó có lợi làm sao, nó có hại làm sao. Tại vì trong hợp đồng rất là nhiều cái category mà mình phải, với một cái người agent mà represent người mua thì họ sẽ tranh thủ cho cái người mua, mà với một cái người agent mà represent cho cái người bán thì họ sẽ tranh thủ, tại không có khi nào mà họ sẽ tranh thủ cho hai người được hết. Không có. Dạ, yes. Không có. Dạ. Nói tới cái này thì em hỏi chị, nếu mà khách hàng nào muốn mua new construction home thì cái này thì nó xảy ra rất là nhiều đúng không? không cần người agent đúng không chị? Dạ đúng. Người ta nói là khi mà mình mua một cái construction home thì người builder đã có sẵn một cái form rồi, cũng đã có sẵn những cái trình tự mà mình phải mua rồi, thì cần gì phải cần một người realtor nữa. Quý vị ơi, cái đó có thể một số nào đó có lý, nhưng mà hầu như nó vẫn không có lợi cho quý vị. Là tại vì sao? Những cái giấy tờ đó, ai là người tranh thủ cho quý vị? Ai là người dành cái quyền lợi về quý vị? Vẫn là người realtor của quý vị thì mới được. Còn nếu mà của cái người mà builder thì cái quyền lợi vẫn là nằm ở cái người bán. Họ có thể làm giấy tờ cho quý vị, họ có thể có loan officer để mà giúp quý vị mua căn nhà đó luôn. Và khi mà dùng loan officer của họ thì nó lại rẻ hơn nữa. Nhưng mà quý vị ơi, tiền nào của nấy, nhất định là họ sẽ đã lấy tiền rồi ở bên trong. Cho nên quan trọng nhất là mình có một người realtor để mà đọc hết giấy tờ, giải thích giấy tờ cho mình và tranh thủ cho mình thì tốt hơn. Nhưng mà chị biết không, có nhiều khách hàng á, họ muốn mua new construction thì họ nói em như vậy nè, nếu mà lên gặp cái người builder agent đó mà không có một cái người buyer agent represent đi chung thì họ sẽ cho 15.000 tới 20.000 upgrade credit. Upgrade credit có nghĩa là khi dụ quý vị build một căn nhà, builder sẽ cho quý vị từ 15 tới 20 ngàn để upgrade, nhưng mà phải dùng cái labor của họ. Có nghĩa thí dụ một miếng gạch, thay vì quý vị về lót 1 đồng một miếng thì bây giờ nếu mà cho họ lót thì tới 4 đồng một miếng. Thì cái từ 15 ngàn tới 20 ngàn, thật ra quý vị upgrade được một chút thôi là đã hết cái từ 15 tới 20 ngàn. Cái đó là một cái marketing strategy mà những người builder họ không muốn những cái khách hàng dẫn cái người real estate agent đi thì theo. Bởi vậy cho nên chị mới nói là rất là quan trọng. Tại sao họ không muốn mình dẫn agent của mình? Là tại vì agent của mình tranh thủ cho mình và bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại vì thường thường quý vị grow builder thì tất cả những người mà đã từng build nhà rồi thì quý vị thông cảm và cũng hiểu được Phương Thảo nói gì. Mỗi lần mà mình chỉ cần nhích một tí thôi là họ chạc thêm tiền mình. Tức là họ có sẵn một cái floor plan quý vị, và cái floor plan đó nó gọi là cái blueprint. Họ đã xin thành phố rồi và họ cũng đã xin cái permit rồi để mà build căn nhà. Nếu mà quý vị muốn những cái phần bên trong thay đổi thì đương nhiên nó sẽ tốn tiền của quý vị. Nhưng mà tất cả những cái đó người ta gọi là upgrade, nhưng mà thực ra bao nhiêu là upgrade và bao nhiêu là thực sự là chỉ là những cái giá rất là trung bình thôi. Nếu mà mình mua một căn nhà bình thường ở ngoài nó đã có rồi.
Cho nên là mình phải cân nhắc. Thì đúng là khi mình mua nhà thực sự ra là có rất là nhiều điều phải lo, phải không em? Ngoài vấn đề tài chính, rồi địa điểm, rồi là nhà cửa phải như thế nào, nhà mới hay là nhà cũ, rồi bên cạnh đó là anh realtor này tốt hay không, chị realtor tốt hay không, tất cả những cái đó cũng là nỗi lo âu của quý vị. Và hy vọng rằng hai chị em ngày hôm nay nói nhiều thêm nữa để sẽ cho quý vị tìm hiểu thêm, để khi mà mình gặp mình không có bỡ ngỡ, đúng không em? Thì về vấn đề mà sau khi mà mình đã tìm được một người realtor rồi, mình đã chọn được căn nhà vừa ý rồi, dù là builder hay là Arlington hoặc là Fort Worth hay những cái khu mà mình cần biết rồi, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra tiếp nè? Khi mà giữa cái người mua và người bán đã họ đồng ý một cái giá rồi, thì sẽ có một cái executed contract, là cái tờ hợp đồng sẽ được hai bên ký. Sau khi đó rồi thì cái người mua sẽ chuyển cái hợp đồng này qua cho công ty Title Company. Cái công ty này là nó đứng giữa trung gian, nó cũng không có represent cho người mua hay người bán, nó chỉ làm based on cái tờ hợp đồng thôi. Thì tới lúc đó, ở trong cái tờ hợp đồng nó sẽ có ngày, từ cái ngày mà cái hợp đồng ký tới ngày này, 10 ngày là khoảng bao nhiêu ngày được làm cái home inspection, rồi khoảng bao nhiêu ngày đó làm cái appraisal, rồi khoảng bao nhiêu ngày đó đóng. Và cái người mua với lại người bán phải liên lạc với cái người băng, nhà băng của mình. Với cái nhà băng của mình thì bên người bán sẽ liên lạc với cái nhà băng. Bên người mua sẽ liên lạc với cái nhà băng của họ. Để sau khi đó là cái người địa ốc họ sẽ liên lạc cái title company cho cái người mua và người bán, để cho một cái process nó từ ngày có hợp đồng tới khi mà đóng căn nhà. Wow, đó là một, nói thì rất là nhanh, nói thì rất là gọn, nhưng mà mua thì rất là khó quý vị. Nhưng mà thứ nhất, ok, để nói chậm lại những cái mà em Kenny vừa nói. Thứ nhất là mình có một cái contract. Thì trong cái contract sẽ đương nhiên là khi mà quý vị ký, quý vị cũng phải để ý là phải có là người mua và người bán, cái tên người mua và tên người bán. Và nó sẽ có là địa điểm. Quý vị nên nhớ nha, trong cái contract á, tuy rằng cái địa điểm, thí dụ như địa điểm của ai đó ở 1146 Ashbury Lane, thí dụ vậy đi, nhưng mà trong cái contract nó phải có là block and lot. Tức là quý vị phải có nó gọi là legal description. Thì thường thường á, có nhiều cái địa điểm, thí dụ như có nhiều người họ xin cho hai cái lot nó dồn lại với nhau thì nó tạo ra một cái địa chỉ. Nhưng mà khi mà làm contract á, thì cái legal description nó rất là quan trọng, là mình phải biết là nó nằm cái subdivision nào, và nó block and lot. Tức là cái đó là cái quan trọng. Và also know as, thì lúc đó nó mới để cái địa chỉ. Sau đó là quan trọng nhất. Cái phần kế tiếp nữa là những tất cả những cái realtor contract, thì quý vị Phương Thảo thì tí nữa thì chắc có lẽ là sẽ pull một cái contract lên cho quý vị thấy. Nhưng mà tất cả những cái contract nó đều giống nhau, nhưng mà nó chỉ có khác những cái phần mà cần nên khác. Thí dụ như có một số quý vị bán nhà nhưng mà vẫn giữ mineral right, thì cái phần đó nó có ghi vào contract. Còn nếu mà thường khi thì nó không có ghi. Hoặc là khi mà mình mua nhà rồi, mình có bao nhiêu ngày để mà làm inspection. Ngay từ lúc đầu Phương Thảo nói cái quan trọng nhất là mình tìm địa điểm, mình tìm những căn nhà mình thích. Nhưng mà khi mà mình đã có contract rồi thì mình muốn họ cho mình bao nhiêu ngày để mà mình hire một người inspector để mà kiểm tra cái căn nhà đó. Thì thường thường người inspector cần cỡ khoảng một tuần hoặc là 5 ngày. Thì trong cái đó, cái contract của mình nó có một cái phần gọi là option period. Tức là mình trả cho họ một cái giá. Thí dụ cái giá đó có thể là 50 đồng cho 10 ngày hoặc là 25 đồng cho 5 ngày. Thì những cái giá đó là mình nói với người ta là tôi cho chị 25 đồng, chị có thể lấy cái nhà của chị xuống dưới market hay không? Tức là không có bán cho ai, giữ căn nhà đó cho tôi trong vòng 5 ngày. Tôi sẽ trả cho anh chị 25 đồng. Nếu như mà khi mà anh chị đã tìm và inspect căn nhà rồi và mình thích thì mình vẫn tiếp tục mua. Và mình nếu mình không thích thì mình trả cho họ 25 đồng và họ sẽ list lại căn nhà. Thì bây giờ Phương Thảo sẽ cùng với lại Kenny vô cái phần contract đó. Thì quý vị, trước hết là cái phần 1 là cái phần mà mình người bán và người mua đó quý vị. Thì đó là cái phần 1 right there. Và khi mà quý vị thấy không, khi mà cái phần 2 đó, trong cái phần 2 thì nó đề là property. Thì quý vị thấy không, nó đề là land lot and block. And then nó also để cái addition, tức là thí dụ như là ở real estate addition hoặc là những cái phần nào của cái block and block. Tại vì chị biết không, cái địa chỉ, cái đường nó có thể giống nhau, có thể giống địa chỉ, giống đường nhưng mà khác cái thành phố. Cho nên cái legal description rất là quan trọng. Tại vì cái này nó sẽ distinguish cái property của mình với cái property của người khác by the lot, the block and the addition. Kính thưa quý vị, tất cả những người realtor
là những người không hầu như là những người realtor, trừ trường hợp họ có học về luật và có license, nếu không họ không có quyền giải thích về vấn đề của cái contract. Họ chỉ có cái quyền là fill out the contract, tức là viết lên cái contract cho quý vị. Còn nếu mà quý vị cảm thấy như là mình cần phải hiểu thêm về cái contract trước khi mình ký thì mình phải tìm luật sư riêng của mình để mà giải thích về cái phần contract. Nhưng mà khi mà người realtor fill out cái contract thì Phương Thảo và cũng như Kenny sẽ fill out cái contract cho quý vị thấy. Nhưng mà về vấn đề giải thích, again, quý vị phải tìm tới luật sư của mình. Cái phần thứ ba là cái phần giá, quý vị trả tiền mặt hay quý vị mượn tiền loan, thì đây là những cái phần mà quý vị nên lưu ý tới. Nhất là cái phần C của cái phần 3 rất là quan trọng, cái đó là cái giá thành mà mình phải trả. Thí dụ như một ai đó nói với mình là cái giá cho mình phải trả là 120.000 mà trong đây để 150.000, thì quý vị phải nên suy nghĩ lại cái giá đó là cái giá thành, tức là cái phần 3 và Schedule C. Cái giá này là giá của giữa người mua với người bán, chuyện mua đồng ý với nhau. Nếu mà cái người mua chịu bán một cái người bán mà chịu bán 120.000 mà ở trên cái hợp đồng để 150.000, cho nên quý vị phải coi lại, tại vì ký một cái rồi thì là ở trên hợp rồi. Đồng là 150.000 ký rồi, execute được rồi, cho nên rất là quan trọng cái một part cái sales price này. Dạ, tức là cái phần 3 và cái C, phần 3C là rất là quan trọng. Và bên cạnh đó, khi mà tới cái phần thứ tư, đó là cái phần mà mình có mượn loan hay không. Và nếu mà mượn loan thì mình sẽ fill out cái phần này. Và kính thưa quý vị, thì mình sẽ đi vào cái phần contract rất là nhanh để quý vị hiểu. Và vào xuống nữa có một phần hồi nãy Phương Thảo nói về cái phần option period. Quý vị thấy không, để cái phần 5 right there, tức là earnest money. Và kính thưa quý vị, cái phần số 5 đó là phần earnest check, tức là cái tiền đặt cọc đó quý vị. Nhưng mà thời gian thì nó không có cho phép cho Phương Thảo nói hết về cái contract trong vòng tới trong vòng 30 phút. Cho nên là chắc là sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới để mà nói về phần này. Xin em gửi lời chào đến quý vị khán giả. Kenny cũng kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn 55.3. Contract này rất là nhiều. Cái này chỉ có một trang đầu của cái contract thôi. Cho nên quý vị hãy đón xem tuần sau. Yes, trong tuần sau thì chắc chắn là Phương Thảo sẽ trở lại và cũng như Kenny để nói thêm về cái phần contract của khi mà mình mua một căn nhà. Mà một lần nữa Phương Thảo xin tri ân tất cả quý vị đang theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị sức khỏe. Và nếu quý vị nào đang mua nhà thì Phương Thảo và Kenny xin kính chúc quý vị thành công.